28 bạn rồi. Rồi. Các bạn tập thói quen vào sớm cũng tốt. Chị sẽ tạm thời khóa khung chat, tại vì để chat nó nhiều thì và nếu nếu em muốn thì chị có thể để chat cho host với cầu host. Để chat cho host với cầu host ha. Vâng. Tại vì bây giờ mình đang mute các bạn rồi. Bây giờ là các bạn vào thẳng trực tiếp được hay là phải qua phòng chờ rồi admin đấy chị? Bây giờ thì chị vẫn mở tới em. Bây giờ nếu mà em muốn chị để phòng chờ không? Rồi chị để ha. Vâng ạ, chị để phòng chờ. Rồi chị để phòng chờ rồi. Ok. Chị đã phong chờ, có gì là em thấy bạn nào xin vào thì em xem ha. Dạ vâng ạ. Nhật Duy Đức Phiên thì chị biết nè, cho bạn vào được.
chị cho bé James làm phụ cầu host à, cô Đức cho James phụ cầu host với chị Mary nha. Mary chỉ admin những cái bạn nào mà để rõ tên vào lớp nhé, còn những cái tên mà không vậy thì mình không cho vào nhé. Việc ơi em nói gì? À, tại vì em thấy có nhiều cái tên admin em để ở phòng trò nhưng lại ở trong Zoom rồi, chắc là các bạn add vào nhé các bạn. À vậy hả? Ok. Vậy thì em phải rename ở ngoài à. Những bạn nào ở phòng chờ các bạn phải sửa lại tên và lớp thì mới được vào lớp học các bạn nhé. Ồ, các bạn phòng chờ không có nghe được em nói đâu. Không, có nhé, các bạn mà đang ở trong phòng này mà bị kích ra phòng chờ ấy ạ. À vậy hả? Ok. Hiện giờ thì chị thấy là vẫn ổn đó. À. Vậy phải nhắn tin ra phòng chờ. Để chị coi coi nhắn tin là cái chỗ là gì nè. To the waiting room nè. Làm sao nhắn ra waiting room ta? Mình đang khóa hết các chức năng á em ha. À.
chị thử livestream, chị thử thôi, tại vì chị thử cái kênh mới á, để được không em tạm thời em khóa các em khóa hết chức năng rồi, ổn rồi rồi chị livestream thử ha. Thì kênh này không được ha, làm sao chị có cái kênh kênh cá nhân được. Rồi, chị livestream rồi, chắc mình tụi em có cho các bạn vào không ha? Và chị đã livestream rồi, thực ra thì nếu mà mình đã tắt hết chức năng thì cho các bạn vào cũng được, nhưng mà tùy em thôi ha. Rồi, chắc mình cô Đức ơi, như bạn cho quá con click mãi mà như bạn cho lắm cô. James đừng có accept các bạn vào nha, để cho thầy Việt nha. Ok. Dạ. Những bạn nào mà mình thấy quen thì các bạn có thể accept vào nhé, hoặc là để tên rõ ràng. Con làm theo hướng dẫn của thầy Việt nha. Cô con cho anh máy tính rồi cô. Rồi, miễn là mình đảm bảo focus mode thì sẽ ổn em ạ. Với lại là camera của teacher on thì sẽ ổn, và mình tắt mấy cái chức năng kia. Rồi, ok. Đi rồi, đi giờ chị đi nhắn cái link livestream này ha. Dạ Chúc các vâng. bạn có. Nay tôi gọi vậy bây giờ em bắt đầu buổi học luôn. Rồi em bắt đầu đi, tạm thời thì mình cứ khóa đi, lúc nào mà em cần tương tác á thì Mary giúp cho thầy Việt con ha. Chắc là lúc đó để cần thì để khung chat, để khung chat cho cái host với co-host. Rồi, em bắt đầu dậy. Mary với cả James với cả Nguyệt kiểm soát cái phòng chờ giúp thầy nhé. Khi dậy thì em lại không check được, mình không check được cái phòng chờ, chỉ có thầy nó thông báo thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Bạn vừa khai giảng ngày hôm qua đúng không? Thì hầu hết là các trường đều khai giảng ngày hôm qua và cũng đã bắt đầu đi học rồi. Thì khóa học của chúng có khoa học trái đất và tiến hóa, chúng ta còn một buổi này này. Buổi này là buổi cuối về chủ đề khoa học trái đất. Tuần sau chúng ta sẽ còn một buổi nữa của cô Nguyệt dạy nốt về, sẽ tiếp tục dạy về cái khoa học tiến hóa. Thì sau đó thì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc cái buổi cái khóa học khoa học trái đất này. Cũng như thầy đã nói từ buổi trước ấy, thì tạm thời lớp học sẽ kết thúc vào tuần sau, còn một buổi nữa thì mình sẽ kết thúc. Sau đó thì để thời gian các bạn tập trung vào học các lớp học ở trường, đến thời điểm thích hợp thì mình sẽ lại tiếp tục học về khoa học, có thể là chủ đề khoa học trái đất hoặc là một chủ đề khác. Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy về cái chủ đề khoa học trái đất, về thảm thực vật là chủ đề cuối cùng trong cái chuỗi cái series về khoa học trái đất. Thì mình đã học về trái đất này, chúng ta đã trải qua 5 buổi học và hôm nay là buổi học thứ 6. Mình học về trái đất, sự hình thành và phát triển của trái đất, cũng như là trái đất đã trải qua các cái kỷ như thế nào. Thứ hai là học về lục địa đại dương, thì ở đây mình đã học về các đại dương
phân cách nhau như thế nào này, rồi lục địa trôi dạt, chúng ta sẽ học thuyết trôi dạt lục địa và thuyết tảng băng trôi, thuyết trôi dạt lục địa này. Thuyết tiếp theo là về sự hình thành và của núi, cũng như các cái hoạt động của núi lửa và hoạt động của động đất có liên quan đến cái thuyết kiến tạo, mạc kiến tạo và thuyết trôi dạt lục địa. Tiếp theo là học về dòng biển và thủy triều, trong đó chúng ta đã học về sóng biển, sự hình thành của sóng biển cũng như các dòng biển ở phía dưới đại dương và các cái hiện tượng thủy triều lên, thủy triều xuống do ảnh hưởng của mặt trăng. Chủ đề gần nhất là chúng ta học về hoang mạc hay các sa mạc, sự sống ở hoang mạc và sa mạc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề cuối cùng là thảm thực vật. Ok. Thì đây là một số hình ảnh về các cái thảm thực vật ở trên trái đất. Chúng ta quan sát này, thảm thực vật thì chúng ta hiểu chung này, thảm thực vật là một cái thảm nó có rất là nhiều, có rất nhiều các loài cây thực vật, thực chất là thực vật và nó phát triển ở cái mức độ rộng lớn thì nó gần giống như cái thảm, vì đấy mà chúng ta gọi chung đó là thảm thực vật. Ví dụ ở đây là hình ảnh của thảm thực vật ở khu vực châu Phi này, gồm có các cái đồng cỏ, có các cái đồng cỏ cây bụi cây nhỏ này. Thì thấy có bạn Nguyên giơ tay. Khoan thì em chưa có cần mà đừng có giơ. Các bạn bây giờ mình sẽ cho mở chat cho host với cầu host. Các bạn cần gì thì các bạn chat cho để cầu host hỗ trợ nha. Bạn nào mới vào mà giơ tay nguy hiểm lắm em. Các bạn sẽ mình nhá. Thường thì các bạn có những cái câu hỏi mà các bạn định hỏi thì thầy sẽ làm ở cái phần sau mà thầy chuẩn bị giảng. Thì thường nếu mà mình hỏi thì mình chỉ hỏi những cái phần mà thầy vừa giảng xong, những cái slide vừa xong thôi. Còn những cái phần kiến thức mà chưa liên quan đến thì mình chờ đến phần sau. Nếu không có thì đến cuối buổi thì mình sẽ có cái phần hỏi đáp. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có cái phần ôn tập kiến thức từ bài số 1 đến bài số 6. Tiếp tục này. Tiếp theo cái hình ảnh này, này các bạn quan sát đây chính là cái hình ảnh của rừng Amazon. Đây là thảm thực vật ở khu vực Amazon, rừng mưa nhiệt đới này. Hoặc đây ở khu vực ôn đới lá kim. Và đây là hình ảnh của rừng ngập mặn ở Cà Mau. Vậy định nghĩa thảm thực vật là toàn bộ các loài thực vật, các loài cây cối, cỏ, hoa lá, tất cả các loài thực vật khác nhau cùng sinh sống trên một vùng đất rộng lớn. Nó chịu ảnh hưởng của các điều kiện như khí hậu, độ ẩm, độ cao, thổ nhưỡng, các loại đất thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố của các thảm thực vật. Ví dụ như là các cái cây ở một cùng một khu vực này, nó có khí hậu giống nhau này, có độ ẩm ở một độ cao giống nhau thì cái thảm thực vật thì các cái loài cây đấy nó sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ đến với sự phân bố của các cái loài các cái thảm thực vật ở trên trái đất. Các bạn quan sát đây hình ảnh của trái đất này. Thì thảm thực vật có rất nhiều thảm thực vật khác nhau và phân bố ở hầu khắp các châu lục. Ví dụ ở phía Bắc, chúng ta có Bắc phía hoang mạc này. Chúng ta có hoang mạc này, đã học ở bài hoang mạc rồi này. Tiếp theo là đến cái thảm thực vật Đài Nguyên hay là Ngãnh Nguyên, là cái khu vực sát với cả Bắc Cực. Khu vực này khá là ngạnh. Ở xuống hơn một chút thì là khu vực ôn đới thì chúng ta có rừng lá kim. Và tiếp theo dần dần xuống sẽ đến khu vực nhiệt đới rồi cận xích đạo hay là rừng mưa rồi những vùng cây bụi vùng hay là vùng hoang mạc Sahara này. Thì cái sự phân bố của thảm thực vật này cũng như là thầy giới thiệu ở trên ấy, nó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, khí hậu, độ cao hay là thổ nhưỡng. Thì cái sự phân bố này là sẽ chịu ảnh hưởng của ba yếu tố chính. Thứ nhất là nó phân bố theo vĩ độ, các quan sát ở trên hình này. Ví dụ như là thảm Đài Nguyên này, nó ở khu vực phía Bắc từ cái vĩ độ 60 độ trở lên này, toàn bộ ở phía trên này. Tiếp theo nó phân bố theo phương ngang theo cái vĩ độ của trái đất. Đi cùng với cái việc phân bố theo vĩ độ đó chính là theo khí hậu. Ví dụ như là khí hậu cận cực là khí hậu lạnh này, sau đó đến khí hậu ôn đới này, rồi khí hậu nóng ẩm này, rồi khí hậu nhiệt đới, khí hậu cận xích đạo. Thì ở các cái vùng khí hậu này nó sẽ tạo thành một cái môi trường sống, nó tương tự như vậy thì
các cái loài thực vật có thể cùng sống ở một môi trường đấy sẽ hình thành nên một thảm thực vật ở các cái vĩ độ khác nhau như vậy. Một cái nguyên nhân khác dẫn đến sự phân bố và phân bố theo độ cao. Đây là hình ảnh dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Thì cùng một ngọn núi như ở phía hai bên sườn ngọn núi có sự phân bố khác nhau. Ví dụ như ở bên sườn Tây, ở độ cao khác nhau, ở phía dưới là hoang mạc này, rồi khu vực bán hoang mạc thì sẽ có cây bụi, cây xương rồng, ở vẫn là khu vực sa mạc và bán hoang mạc. Lên cao hơn một chút thì sẽ là có đồng cỏ và những cây bụi, rồi có đồng cỏ thấp, đồng cỏ cao, và cao hơn thì sẽ là khu vực băng tuyết. Chúng ta thấy ở bên sườn Tây này thì cái độ đa dạng của các loài thực vật nó rất là ít, nó chỉ có đồng cỏ, những cái cây cỏ rất là thấp thôi. Ngược lại ở bên sườn Đông, tức là bên phía bên này, bên sườn Đông này, thì thực vật lại rất phong phú và đa dạng. Ở trên cùng thì cũng có băng tuyết tương tự này, rồi tiếp tục là cũng có đồng cỏ. Tuy nhiên xuống dần phía dưới một chút thì sẽ đã có xuất hiện rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng nhiệt đới. Đặc biệt là rừng nhiệt đới là cái rừng mà có độ đa dạng sinh học lớn nhất và có chứa rất là nhiều các cái loài cây cối sinh vật, thậm chí là kể cả động vật, các cái quần xã động vật ở trong rừng nhiệt đới cũng phát triển rất là mạnh. Thì độ cao này nó cũng bị ảnh hưởng ở các cái sự phân bố các thảm thực vật cũng theo độ cao ấy, thì cũng một phần là do ảnh hưởng của khí hậu. Cho biết là khi càng lên cao thì nhiệt độ sẽ càng giảm, cũng như là cái nhu cầu nước khi mà càng lên cao ấy, thì các cái mạch nước ngầm sẽ ít đi, vì nước khi mà mưa ấy, thì nước nó sẽ chảy hết xuống dưới. Vì vậy ở dưới khu vực này ấy, là khu vực phát triển mạnh nhất của tạo thành rừng nhiệt đới. Tuy nhiên có một cái phần nữa liên quan đến khí hậu và liên quan đến các đới gió, sự hoạt động của gió biển, rồi các hoạt động của gió mùa liên quan đến sườn đón gió và sườn chắn gió. Thì khi mà gió biển thổi hơi ẩm vào trong đất liền ấy, thường thì sẽ là gió mùa đông bắc. Thì khi mà gió đông bắc thổi xuống này, mang hơi ẩm vào khu vực này, này thì hơi ẩm sẽ tích tụ ở dưới. Sau đó thì chỉ có không khí khô mà bị đẩy lên cao và không khí khô mà vượt sang bên sườn bên này. Sườn bên này là cái sườn mà không có nước, vì vậy mà cây cối phát triển rất là kém. Một phần nữa ấy, là ở bài trước chúng ta đã học về sóng biển, dòng biển. Thì cái dòng biển mà đi kèm với cả cái phía sườn cây ấy là dòng biển lạnh. Dòng biển lạnh thì dẫn đến cái khí hậu xung quanh nó sẽ khô vì không có hơi nước bốc lên. Ngược lại ở sườn đông thì là cái sườn đón gió, vì vậy mà cái lượng mưa rất là nhiều. Khu vực này chính là khu vực có rừng Amazon này. Một sự phân bố khác của thảm thực vật đó là do điều kiện thổ nhưỡng các loại đất. Cùng là vỏ trái đất nhưng mà sẽ có các loại đất khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có đất đỏ Ba Gian ở Tây Nguyên và đất màu đỏ. Nó có màu đỏ và khác hẳn so với cả đất ở đồng bằng, đất ở đồi núi hoặc là đất gần sông, có thể là có đất cát này, rồi có đất thịt. Như vậy các cái điều kiện thổ nhưỡng đất đai khác nhau sẽ hình thành nên các cái quần thể, quần xã sinh vật khác nhau, dẫn đến là hình thành nên các thảm thực vật khác nhau. Ví dụ như đất Đài Nguyên thì hình thành nên thảm thực vật Đài Nguyên, rồi đất Buôn Pốt thì hình thành nên thảm thực vật, chỗ này là khu vực rừng lá kim này, khu vực ôn đới. Tương tự như vậy đối với những cái vùng đất ở dưới, ví dụ như vùng đất đỏ này, đất vàng, đất đen nhiệt đới thì hình thành nên các cái rừng nhiệt đới. Hoặc là đất hoang mạc hình thành nên những cái thảm thực vật ở hoang mạc. Ví dụ khu vực này là khu vực hoang mạc Sahara này. Thầy sẽ giới thiệu với các bạn một số nhé, không phải tất cả, một số các cái thảm thực vật chính có cái diện tích rộng lớn và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến các cái hoạt động, những điều kiện khí hậu của trái đất, cũng như ảnh tác động đến con người. Đầu tiên là Đài Nguyên. Khu vực Đài Nguyên như thầy giới thiệu ở trên nằm ở sát khu vực phía Bắc, chủ yếu nằm ở phía Bắc, nó sát với cả Bắc Cực. Ở cái khu vực này thì là khu vực hoang vu và lạnh lẽo, thường xuyên có nhiệt độ âm và phần lớn thời gian trong năm là bị đóng băng. Cái mùa hè của nó chỉ kéo dài khoảng một tháng thôi, mà nhiệt độ của nó cũng không quá được 10 độ. Còn mùa đông thì có thể âm độ, âm 7 độ hoặc xuống âm sâu hơn nữa. Hầu hết thời gian là bị đóng băng, vì vậy mà cây cối ở đây nó rất là hạn chế. Các cái cây thân gỗ, cây cao, cây to là không thể phát triển được. Và chủ yếu chỉ có một số cái cây cỏ dại, cây bụi, điện y, những cái loài thực vật đơn giản sống được và chủ yếu mọc vào trong hoạt động trong thời gian mùa hè. Chứ mùa đông nó đóng băng hết thì cũng không có thực vật sống được.
xuống thấp hơn một chút là rừng taiga, rừng taiga hay còn gọi là rừng lá kim ở khu vực ôn đới, chủ yếu là ở cũng ở phía bắc này, khu vực Canada hoặc chỗ này là của Liên bang Nga này. Thì rừng lá kim hay là rừng ôn đới ở phía bắc được tạo thành bởi các cây lá kim. Cây lá kim ví dụ như là cây thông, các cái cây có cái lá của nó rất là nhỏ ấy, nó nhỏ như lá thông ấy, thì gọi là những cái cây lá kim. Hay là cây tùng, cây tuyết tùng, và một phần nhỏ các cái cây nhỏ bụi ở phía dưới. Thì khu vực này nó cũng có nhiệt độ khá là thấp, vì vậy mà các cái cây thân rộng, nó các cái cây lá rộng và các cái cây ở phía nhiệt đới không thể sống được. Khu vực này khá là lạnh, chỉ có những cái cây lá kim sống được. Cũng tương tự như ở trên thì nó cũng chủ yếu bị đóng băng vào mùa đông và mùa hè cũng khá là ngắn. Xuống thêm một chút nữa đó là rừng lá rộng ôn đới. Khu vực này vẫn thuộc khí hậu ôn đới, tuy nhiên thì nhiệt độ nó sẽ cao hơn một chút và nó sẽ bao gồm cả cây lá kim và một số cây lá rộng nữa. Thì ở cái khu vực rừng, ở khu vực này thì rừng đã phát, thảm thực vật này đã phát triển mạnh hơn so với cả khu vực ở rừng taiga. Cái rừng lá rộng ôn đới thì nó đã có nhiều cây thân gỗ cao với tán lá rộng xuất hiện, và cụ thể nó đã phân chia thành các tầng rừng. Nó có 4 tầng cơ bản là tầng tầng 8 là những cái cây cao vút ở trên ấy, khoảng 30-60 mét. Tiếp theo tầng hạ tán ở cái mức độ cây thấp hơn, tầng thảm tươi và tầng đáy rừng. Cái sự phân tán ở trong này thể hiện là cái điều kiện khí hậu ở đây nó đã thay đổi, nó đã có sự biến đổi rõ rệt. Ở phía trên rừng lá kim thì là chủ yếu là mùa đông lạnh, xuống dưới hơn một chút khu vực rừng tay gẹ, rừng lá rộng ôn đới, tức là nó đã có khí hậu một chút nóng ẩm và cái thời gian mùa hè nó phát triển hơn. Vì vậy mà đã có nhiều hơn các cái loài cây cối sinh sống và phát triển. Đi kèm với cái sự phát triển của các thảm thực vật thì cái hệ động vật sống ở trong cái rừng đó cũng phát triển theo nhé. Ví dụ như ở phía bắc thì chúng ta chỉ thấy có một số cái loài gấu bắc cực này, những cái loài phải chịu lạnh rất giỏi mới sống được. Xuống dưới ở rừng lá kim cũng vậy, một số loài cáo trồn. Xuống thêm ở rừng lá rộng ôn đới thì sẽ xuất hiện nhiều loài hơn, những cái loài mà có thể sống được ở đây nhiều hơn này, nhiều có sẽ có nhiều loài động vật hơn so với ở trên. Rừng nhiệt đới và rừng cận nhiệt đới, nó sẽ bao gồm cả khu vực nhiệt đới và khu vực cận nhiệt, hay là còn gọi rừng nhiệt đới hay còn gọi là rừng mưa nhiệt đới ấy. Rừng mưa nhiệt đới và điển hình nhất, đặc trưng nhất là rừng Amazon. Đây là khu vực rừng Amazon này. Việt Nam của chúng ta cũng nằm ở trong khu vực cận nhiệt đới, khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, và cũng nằm trong khu vực có rừng mưa, rừng cận nhiệt đới. Vì vậy hệ thống thực vật ở Việt Nam cũng rất là phong phú. Ở cái khu vực rừng nhiệt đới hoặc cụ thể là rừng mưa nhiệt đới thì cái lượng mưa trung bình hàng năm là rất là lớn. Ở cái điều kiện khí hậu nóng ẩm thì dẫn đến là hơi nước bốc lên và sẽ tạo ra mưa rất là nhiều. Có những khu vực mà lượng mưa hàng năm có thể đo đến đạt đến 1.000 mm. Đi kèm với cái sự phát triển của cây cối ấy, thì ở cái nhiệt độ độ ẩm thích hợp như vậy thì cây cối rất là phát triển, về mặt độ đa dạng sinh vật, độ đa dạng thực vật ở đây rất là cao, có rất nhiều loài thực vật ở đây. Cùng với đó là những cái quần xã động vật sinh sống ở trong rừng mưa nhiệt đới cũng rất là nhiều. Ở một cái thảm thực vật khác đó là đồng cỏ và thảo nguyên. Những đồng cỏ và thảo nguyên thì nó sẽ phân bố ở rất là nhiều khu vực khác nhau, nó sẽ không phân bố theo vĩ độ nữa, vì là khu vực này thì nó chủ yếu phân bố theo độ cao của địa hình. Ví dụ như là độ cao của sườn núi, như ở sườn núi đấy thì ở sườn trên thì sẽ là những cái khu vực đồng cỏ thảo nguyên. Ví dụ như khu vực này nó sẽ là thảo nguyên của khu vực Mông Cổ này, thảo nguyên thành cát Tư Hãn này, này thảo nguyên của Mông Cổ. Cái đồng cỏ thảo nguyên ấy, có những cái cây cối sự phát đa dạng sinh học rất là ít, chủ yếu là cây cỏ mọc sàn thôi, lượng mưa không nhiều. Mặc dù ở các cái khu vực phía dưới này, khu vực nhiệt đới, nhưng mà do điều kiện địa hình thì lượng mưa đến các cái đồng cỏ, đến các thảo nguyên này cũng rất là thấp, không có nhiều. Vì vậy mà cái thực vật ở đây cũng chủ yếu là các cây cỏ.
diện tích bao phủ lớn mà chủ yếu chỉ là cây cỏ chứ không có nhiều cây thân gỗ. Một số ít ở khu vực ôn đới này thì có thể có xuất hiện được một số cây lá kim, những cái khu vực mà giao thoa giữa thảm giữa đồng cỏ và rừng ôn đới, rừng taiga. Một cái khác nữa là hoang mạc, chúng ta đã học ở bài số 5 rồi, 1.5 rồi, thì hoang mạc có khí hậu khô nóng, vì vậy mà cái điều kiện các cái thảm thực vật ở hoang mạc cũng rất là ít, chủ yếu chỉ có xương rồng và một số cây bán hoang mạc thì có thêm ba bác và một số cây bụi sống sinh sống được. Chúng đã phải biến đổi để thích nghi được với cái môi trường khô nóng, không có mưa, nhiệt độ cao ở sa mạc và hoang mạc. Ví dụ như cây xương rồng thì nó đã biến đổi lá thành những cái gai để giảm cái thoát hơi nước, hoặc là có những cây bụi có những cái bộ rễ rất là dài, sâu đến hàng chục mét, cắm sâu vào trong dưới lòng đất để có thể hút được nước ngầm. Chính vì cái hệ thực vật nó không phong phú, vì vậy mà hệ động vật ở sa mạc nó cũng không được đa dạng so với cả ở các cái vùng khác. Một vùng khác là savan và cây bụi thì cũng tương tự, nó gần giống như là một cái khu vực bán hoang mạc ấy. Thì ở khu vực này thì khí hậu cũng rất là khô nóng, nó cũng khá là khắc nghiệt và điều kiện lượng mưa rất là thấp, độ ẩm không cao, độ ẩm không khí thấp. Vì vậy mà các cái loài thực vật ở đây cũng chỉ yếu là cây cỏ, các cái cây savan thân thảo rất là thấp này. Một số cây này, ví dụ như cây baobab này, sống trong điều kiện khô nóng này, và một số cây bụi sống được ở khu vực này thôi. Rồi. Vậy thì ai có thể cho thầy biết là vai trò của thảm thực vật đối với tự nhiên là gì? Đối với các loài động vật khác, thực vật khác là gì? Thầy Mai Phúc. Dạ thưa thầy, vai trò của thảm thực vật trong tự nhiên là làm phong phú các thực loại thực vật, và nó giống như kiểu các loại địa hình đó. Phong phú là tăng cái sự đa dạng các loại thực vật. Thực tế con giơ tay là để hỏi xem là vì sao cái dãy núi Andes sườn đông thì lại bình thường mà sườn tây nó như kiểu sa mạc đó. Rồi, ok, câu Andes thì thầy sẽ để phần sau nhé, để thầy hỏi dạy phần này trước, sau thì thầy sẽ trả lời cái câu Andes của em. Thầy mời Hậu. Dạ, con trả lời thầy đi. Để cân bằng hệ sinh thái của trái đất. Chính xác, để cân bằng hệ sinh thái của trái đất. Rồi, thầy cảm ơn. Hết rồi đúng không? Ok, thầy cảm ơn. Rồi, nếu không ai giơ tay nữa thì thầy sẽ công bố đáp án luôn nhé. Thì vai trò của thảm thực vật đối với tự nhiên ấy, như bạn Hậu vừa trả lời là để cân bằng cái hệ sinh thái trái đất là một ý đúng. Ngoài ra thì nó có tác dụng là điều hòa khí hậu, lượng mưa và làm trong sạch không khí. Chúng ta biết là rừng là lá phổi của trái đất, rừng thì tạo ra oxy này, rồi thu lại các bộ khí CO2 này, vậy mà các điều hòa không khí, làm trong sạch không khí. Rồi rừng thì sẽ có thể chống được xói mòn, sạt lở. Cái rừng ở trên núi chống được xói mòn, sạt lở của đồi núi ấy, sạt lở đất. Rừng, cái bộ rễ cây ấy của rừng thì sẽ giúp cái mạch nước ngầm được ngấm dần dần xuống đất, và vì vậy nó sẽ duy trì được cái mạch nước ngầm, chống được hạn hán và lũ lụt. Cho biết là khi mà chúng ta có rừng ấy, thì cái lượng mưa cùng một lượng mưa đổ xuống, nhưng mà khi có rừng thì sẽ lượng nước sẽ được phân bố khắp ở cái cánh rừng đó, có thể bám một chút trên cây, trên lá cây, và khi mà chảy xuống đất, thay vì nó chỉ chảy tràn trên bề mặt ở những khu vực thành phố, thì có khi mà có cây ấy, thì nó sẽ ngấm theo các cái rễ cây, ngấm dần xuống đất, vậy cái lượng chảy tràn sẽ thấp. Ở khi lượng chảy tràn thấp thì sẽ hạn chế được lũ lụt, sẽ không gây ra hiện tượng ngập lụt nữa.
Rồi thảm thực vật phát triển thì sẽ cung cấp thức ăn cho động vật, cũng như là cung cấp chỗ ở cho động vật. Khi mà thảm thực vật phát triển, chúng ta biết là tất cả các chuỗi thức ăn, mới thức ăn đều bắt đầu từ thực vật. Ví dụ này, ở mức độ thấp nhất là thực vật này, sau đó đến động vật ăn thực vật, cao hơn sẽ là động vật ăn động vật. Và ban đầu, đầu tiên ấy, thì bao giờ cũng là thực vật là cái mức thấp nhất của mọi chuỗi thức ăn. Ngoài ra thì các cánh rừng cũng cung cấp cái chỗ ở cho động vật, cũng như là cung cấp tài nguyên cho con người, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng gỗ ở rừng này để làm rất là nhiều thứ. Rồi điều hòa lượng oxy trong khí quyển, ok. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay cũng khá là ngắn. Chúng ta cái phần thảm thực vật hôm nay chỉ mang tính chất giới thiệu. Sau thì thầy sẽ cho các bạn ôn lại kiến thức của bài cũ. Trước tiên thì thầy sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn Phúc về cái dãy núi Andes giữa hai sườn núi. Tại sao lại có cái sự khác nhau giữa sườn đông và sườn tây? Các bạn có thể biết ở Việt Nam mình ấy, thì có cái hiện tượng gió phơn, gió nào từ phía bên gió tây nam thổi sang ấy. Phía Việt Nam mình thì cái dãy Trường Sơn ấy nó cũng rất là mát. Dãy Trường Sơn ở phía bên khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ấy, thì đến cái mùa hè ấy, thì cái gió rất là đồng, gió khô nóng. Vì khi mà gió tây nam hoạt động thổi từ phía Thái Lan, từ phía Lào sang ấy, bị chặn lại. Ví dụ như ở sườn này, ở trường hợp này thì sẽ là gió từ phía đông thổi sang. Gió ở đây sẽ là gió đông bắc. Gió đông bắc thổi xuống, gió đông bắc mang theo hơi ẩm ở phía biển. Đây là Đại Tây Dương này, gió đông bắc mang theo hơi ẩm thổi xuống đây. Khi mà đi lên cao ấy, thì hơi nước bị nặng, hơi nước nặng hơn và sẽ bị chìm xuống. Hoặc là khi ở nhiệt độ thấp này, chúng ta thấy băng tuyết, tức là nhiệt độ ở cái đỉnh núi là rất là cao. Nhiệt độ ở đây rất là thấp. Ở điều kiện nhiệt độ thấp thì hơi nước sẽ ngưng tụ và tạo ra mưa. Nó sẽ tạo ra mưa ở phía sườn đông. Vì vậy mà cái hệ thống thảm thực vật và hệ thống động vật thực vật ở đây nó rất là nhiều, rất là phong phú. Ngược lại khi mà gió tiếp tục thổi xuống đến sườn đông ấy, hơi nước bị ngưng tụ lại, chỉ có không khí khô bị thổi sang bên này thôi. Không khí khô thổi sang, không có mưa, dẫn đến bên này không có mưa. Khi mà không có mưa thì nó sẽ dẫn đến bị thoái hóa đất và hình thành các quang mạc và các sa mạc như thế này. Đây là sự khác biệt chính. Một phần nữa ấy, thì do cái hoạt động của dòng biển, cái dòng biển ở khu vực này là dòng biển lạnh chứ không phải dòng biển ấm. Khi mà dòng biển lạnh thì nó không có sự thoát hơi nước, không có sự bay hơi nước, vì vậy mà cái lượng mưa phía sườn tây là rất hạn chế. Mà sẽ không có mưa nhiều ở phía bên này. Vì vậy mà nó cũng ảnh hưởng đến cái sự hình thành của thảm thực vật và cái hệ thực vật ở phía sườn tây. Ok nhá. Okay này. Rồi. Chắc là cái phần này mình để vào bốc chat đi. Các bạn. Em okay, chắc mở chat được đó. Vâng ạ, để em mở chat được. Các bạn trả lời bốc chat vào cái khung chat nhé. Rồi thầy sẽ công bố đáp án. Thảm thực vật nào có nhiều loài sinh vật nhất, bao gồm cả động vật và thực vật? Rồi có bạn trả lời là từ từ đã. Các bạn trả lời vào trong khung chat cho thầy nhé. Rừng nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đới. Ôn đới nhiệt đới, có một số bạn đã trả lời là khu vực ôn đới này. Ok, giảm thảm khu vực thảm thực vật có nhiều loài sinh vật nhất, có cái sự đa dạng sinh vật lớn nhất đó chính là rừng nhiệt đới hay là rừng mưa nhiệt đới. Nó chỉ chiếm khoảng 6% diện tích bao phủ trên trái đất thôi, nhưng nó có ước tính có khoảng 50% số loài động vật và thực vật sinh sống ở trong những cái rừng mưa nhiệt đới này.
Nó sinh sống ở rất nhiều tầng rừng khác nhau. Rừng Amazon chính là rừng Amazon, cũng là rừng mưa nhiệt đới nhé. Nó sinh sống ở rất nhiều, ví dụ như là thực vật, chúng ta có thể thấy ở rất nhiều tầng này, tầng đáy có những cái cây cỏ, cây bụi này cao hơn một chút, có cây các cây lửng lửng ở tầng tầng giữa này, rồi có các cái cây thân leo chẳng chịt này, rồi cao lên nữa có các cái cây cổ thụ rất là cao. Động vật cũng vậy, động vật cũng sống thành rất nhiều tầng khác nhau, ví dụ như tầng đất cũng có giun, dế, các cái loài sống ở trong đất này, những loài sống trên bề mặt đất này, rồi những loài sống trên thân cây, và cao hơn thì những loài chim sống ở trên tầng cao hẳn. Rồi chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi. Khoan đã, có ai có hỏi về cái phần bài học ngày hôm nay không? Nếu không thì chúng ta sẽ ôn lại bài cũ từ bài số 1. Rồi, thầy mời Cúc. Thầy phải tắt chat đi thì thầy mở participant. Ok, thầy mời Phúc. Dạ, con hỏi thầy ạ. Tại sao cái dị núi Andes á, một một bên lại nóng, một bên là toàn hoang mạc với lại sa mạc, còn một bên là rừng rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim, rồi rừng lá rộng gì ạ? Tại sao? Thầy, thầy vừa trả lời xong mà. Vừa xong không nghe hả? Lại nãy không nghe rõ rõ lắm. Ừ, nó do ảnh hưởng của, nó do hoạt động của cái sườn đón gió. Ví dụ như ở cái gió ở cái khu vực đó chủ yếu hoạt động theo gió đông bắc ấy, nó tức là gió thổi từ phía đại Tây Dương đi vào cái sườn núi Andes đó. Thì khi mà gió thổi vào cái sườn dãy núi cao như vậy thì hơi nước, chúng ta sẽ thấy gió thổi vào này thì gió sẽ hơi gặp núi thì không khí nó sẽ bay lên đúng không? Khi mà bay lên gặp cái nhiệt ở đỉnh núi cao thì nhiệt độ thấp dẫn đến hình thành ngưng tụ lại và tạo thành mưa ở bên phía sườn đông. Khi mà gió tiếp tục thổi vào ấy, mà lượng hơi nước, lượng mưa bị giữ lại hết bên sườn đông, chỉ có không khí khô bị thổi sang sườn tây thôi. Vì chỉ có sườn đông có mưa mà sườn tây thì không có mưa. Khi mà sườn đông có mưa ấy, thì tức là độ ẩm cao, độ ẩm cao, nhiệt độ nóng ẩm ở điều kiện đó thì cái cây cối rồi các loại động thực vật phát triển ở đó rất là mạnh. Vì vậy mà hình thành được các cái rừng nhiệt đới, rừng mưa, rừng nhiệt đới, rừng ôn đới. Rừng ôn đới là do nó cao ở hình thành nó độ cao thôi, nó cao hơn một chút thì không khí lạnh hơn thì hình thành ôn đới và đồng cỏ. Ngược lại bên sườn tây không có mưa, do không khí, do lượng hơi ẩm bị sườn đông chặn hết lại. Một phần khác là ở bên sườn tây ấy, cái bờ sát biển ở bên sườn tây nó là dòng biển lạnh, không phải dòng biển ấm. Dòng biển lạnh thì sẽ không có hơi nước bốc lên, vì vậy mà lượng mưa ở bên sườn tây là rất thấp và thậm chí là không có ở bên sườn tây. Vì khi mà không có mưa ấy, thì sẽ dẫn đến hình thành các cái hoang mạc, sa mạc và khu vực bán hoang mạc. Hệ động thực vật, cây cối ở bên sườn tây cũng sẽ rất là ít, nó sẽ giảm, nó sẽ không thể bằng so với sườn đông được vì không có mưa. Ok chưa Phúc? Chủ yếu là do hoạt động của khí hậu, điều kiện khí hậu cũng như lượng Dạ, mưa. cảm ơn thầy ạ. Rồi, ok. Thầy mời Hàm Minh Quân. Quân bị giơ tay, bỏ tay xuống lại. Quân giơ tay lại nhá. Thầy mời Hậu. À, cái hình mà thầy phát, cái hình thầy đang để có cái biển không thầy? Rồi, thầy tay hả? Ok. À, và cái biển cũng có mấy cái giống như bậc thang nữa thầy. À, chờ một chút nhé, cái phần này cái lát mình sẽ học. Lát lát tới thầy sẽ hỏi. Ok, thầy mời Quân. Thưa thầy, tại sao có núi vậy thầy? Tại sao có núi hả? Đúng không? Quân hỏi lại giúp thầy. Tại sao có núi hả? Con hỏi là tại sao có núi á thầy? Rồi tại sao còn đối Quân mới học hôm nay buổi thứ mấy rồi? Đến Chắc là bạn chưa học cái bài số 2 đúng không? Bạn chưa học cái bài số 2 là bài lục địa và đại dương. Trong cái thuyết kiến tạo mạc thì bề mặt trái đất của chúng ta để sau nhá, cái câu hỏi này để phần sau, nếu mà trong cái phần câu hỏi mà chưa có
thì Quân hỏi lại nhé. Cái phần này sẽ khả năng sẽ nằm ở trong cái phần câu hỏi mà chúng ta chuẩn bị ôn tập. Rồi ok, nếu không có ai có câu hỏi thì mình sẽ ôn tập, và sau trong quá trình ôn tập thì mình sẽ tiếp tục hỏi cả những kiến thức cũ nữa. Ok. Rồi, câu hỏi đầu tiên này, nguyên nhân hình thành núi lửa là gì? Rồi, thầy mời Quân. Các bạn có, nếu không giơ tay thì có thể trả lời trong book chat nhé. Thầy có biết tại sao mà người ta, mà trái đất lại có thể có được dung nham không thầy? Tập trung vào những câu hỏi thầy đang hỏi trước nhé. Sau đó thì những cái câu hỏi mà thầy không hỏi thì các bạn sẽ hỏi ở phần sau. Phần sau chúng ta sẽ vẫn có thời gian để hỏi. Cái câu hỏi mà dung nham thì sẽ nằm ở câu hỏi phía sau. Các thầy nhớ thì thầy có chuẩn bị câu hỏi đó thì phần sau thầy sẽ trả lời. Mình sẽ tập trung vào trả lời những cái câu hỏi mà thầy hỏi trước. Những cái câu hỏi nào mà thầy không hỏi mà các bạn muốn hỏi thì sẽ hỏi ở phần sau, sau cái phần câu hỏi này nhé. Thầy mời Châu Anh. Dạ thưa thầy, là có phải là do dung nham nóng bỏng đẩy từ đất lên tạo thành núi lửa không thầy? Dung nham nóng chảy đẩy từ đất lên tạo thành núi lửa. Nó tạo thành dung nham, tạo thành nham thạch phun trào ra thôi. Còn nguyên nhân hình thành cái ngọn núi lửa đó là gì? Thầy mời Gia Khánh. Phải là nguyên nhân hình thành núi lửa. Nguyên nhân hình thành núi lửa là gì? Chúng ta đã học ở bài số 2. Bài số 2 và bài số 3. Bài số 3 chúng ta học về núi lửa và động đất rồi. Nguyên nhân hình thành núi lửa là dung nham. Rồi. Ok, thầy cảm ơn. No hand này. Rồi, Phúc. Thầy mời Phúc. Dạ, thưa thầy. Con nghĩ là sự hình thành đầu tiên là nó phải thành một quả núi đã. Tuy đúng nhiên, rồi, tại sao nó lại hình thành? Hai mảng lục địa phải tông nhau để thành một quả núi cái đã. Tuy nhiên lúc đấy thì có cái gì đó không rõ, không quan tâm là đụng vào cái lớp mắc ba ở dưới, là một phần bị vỡ ba. Nó giống như là chỉ lý thuyết về việc nặng mụn thôi ạ. Cứ cái túi đó vỡ thì mắc ba nó cứ từ 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 di chuyển lên khoảng bao nhiêu ngàn năm á, rồi nó sẽ phun trào. Ok. Ok, cũng có ý đúng. Thầy cảm ơn. Cái phần này thì sẽ không có đáp án ở đây, mà thầy sẽ không có đáp án luôn nhé. Thì cái nguyên nhân hình thành núi lửa, bạn trả lời có phần ý đúng là liên quan đến cái thuyết trôi đầu tiên, là hình thành ngọn núi là liên quan đến cái thuyết trôi giạt lục địa. Thầy trả lời luôn câu hỏi của bạn vừa rồi về cái tại sao lại có núi và núi hình thành như thế nào. Thì bề mặt của trái đất ấy, nó sẽ chia thành các mảng. Ví dụ như châu Á, một mảng Á Âu này, mảng Phi, mảng châu Phi này, mảng châu Mỹ, mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Đại Dương, mảng Nam Cực và mảng mảng Nam Cực, mảng Nam Mỹ, Bắc Mỹ, mảng châu Đại Dương và mảng Đại Dương luôn nhé, có cả mảng Đại Dương. Thì khi mà các mảng ở trên bề mặt ấy, cấu tạo của trái đất có vỏ trái đất này, thành gồm có các mảng như vậy này, dưới vỏ trái đất sẽ là cái quyển manti, quyển mềm. Các mảng nó sẽ trượt trên cái quyển mềm như vậy, nó giống như là tảng băng trôi mà trôi trên biển. Khi mà hai mảng nó xô vào nhau thì sẽ hình thành nên các cái ngọn núi. Đó là nguyên nhân hình thành núi này. Rồi khi mà các mảng trượt với nhau, trượt đứt gãy, nó hình thành ra các cái rãnh hoặc là xô lên tạo thành các ngọn núi có mấp mô gồ ghề khác nhau. Cái gọi là cứ hai mảng mà xô vào nhau thì sẽ hình thành núi, sẽ đẩy lên thành núi. Còn khi mà cách xa nhau thì sẽ hình thành sông, suối, biển, đại dương hoặc là những cái rãnh như vậy. Thì núi lửa nó có một phần khác nữa là do cái hoạt động địa chất ở bên trong lòng đất, ở quyển dưới sâu trong lớp manti nữa là lớp nhân có nhiệt độ rất là cao. Ở cái mức độ nhiệt độ cao đến như vậy thì nó làm nóng chảy toàn bộ vật mọi vật chất ở xung quanh nó và bên trong đó. Thì
khi mà các cái mảng nó bị xô lại hoặc tách ra, hình thành các cái rãnh, thậm chí là khi mà tách ra cũng có thể hình thành được núi lửa. Thì vì vậy cái lớp vỏ nó khá là mềm rồi. Khi mà cái nhiệt độ ở trong trái đất ấy, nó hình thành, nó bị nóng quá, nó hình thành những cái mỏ dung nham ở phía trong ấy. Khi mà ở một mức độ nhất định, áp suất đủ lớn thì cái dung nham này nó sẽ đẩy vỡ cái lớp vỏ phía trên ấy, cái lớp vỏ bề mặt trái đất và phun cái dung nham ra ngoài. Đó chính là cái nguyên nhân hoạt động, sự hoạt động của núi lửa. Có bạn có trả lời đúng là vì dưới đất rất nóng nên có núi lửa. Cũng có một phần đúng, vì sâu trong lòng đất là nhiệt độ rất là cao, nó làm tan chảy vật chất bên trong đó và hình thành nên dung nham, hình thành nên nham, dung nham. Và dung nham ở một cái áp suất lớn thì cái dung nham này nó sẽ bị, nó đẩy vỡ cái phía bề mặt của ngọn núi ra và phun ra ngoài, như vậy là hoạt động của núi lửa. Tiếp theo câu hỏi số 2. Nguyên nhân hình thành thủy triều hoặc hiện tượng thủy triều hình thành do đâu? Các bạn có thể trả lời vào box chat cũng được. Rồi thầy mời Phúc. Dạ thưa thầy, con nghĩ là do về lực hút của mặt trăng. Lực hút của mặt trăng, chính xác. Một mà phần nó cứ hút theo kiểu là đâu nào mà được mặt trăng hút là nước sẽ dâng cao. Rồi, chính xác. Cái bên kia là bị tù. Rồi, Phúc rồi. Cái phía mặt trăng hút là dâng cao, còn cái phía đối diện mặt trăng hút thì nước là như thế nào? Thì nó lùi. Nó thấp xuống hay nó cao cũng cao lên? Nó thấp xuống. Sai rồi. Rồi, thầy cảm ơn Phúc. Đây là cả hai đầu đều cao vậy thầy. Đúng rồi, cả hai đầu đều cao. Thầy cảm ơn Phúc. Bạn Copper trả lời vì lực tác động của mặt trăng và mặt trời, lực hút của mặt trăng mặt trời, chính xác. Đúng là do lực hút mặt trăng tác động chính dẫn đến hoạt động của thủy triều, ngoài ra thì có lực hút của mặt trời nữa. Khi mà mặt trăng mặt trời trái đất thẳng hàng thì tức là cái lực hút nó là mạnh nhất và nhiều nhất, vì vậy mà cái thủy triều sẽ chiều cường sẽ cao nhất. Không chỉ phía mặt trăng hút mà trái đất, cái mực nước ở phía mặt trăng hút mới bị cao, mà cái mực nước ở phía đối diện bên kia nó cũng cao, vì do cái hoạt động cái trái đất xoay luân quanh, do cái quán tính quay ly tâm dẫn đến nước nó sẽ bị văng ra về cái cân bằng ở cả hai phía, tức cả phía mặt hút gần mặt trăng và cả phía đối diện lại nó cũng có hiện tượng thủy triều tương tự. Đối với lửa dưới biển phun trào đẩy các con sóng các thành thủy triều, cái hoạt động của núi lửa thì nó không tác động nhiều đến thủy triều, các thủy triều chủ yếu chỉ do lực hút của mặt trăng và mặt trời thôi. Nguyên nhân hình thành sóng biển là gì? Thầy mời học. Thôi con không có trả lời được cái này, nhưng mà câu hỏi cái đó là khúc của mặt trăng hút được thì van sớm, nhưng mà ta không hút người được cái thầy. Cậu hỏi lại đi, thầy không nghe rõ. Là khúc của mặt trăng hút được thì mà van sớm hút được con người được thầy. Có ai nghe không? Thầy nghe nó nhỏ lắm, nó cứ núp được núp không à. Nhắn tin vào bốc chat cho thầy nhé. Nhắn tin cho thầy nhé. Nhắn tin vào bốc chat. Có thể do đường truyền. Thầy mời Châu Anh trả lời câu này cho thầy. Nguyên nhân hình thành sóng biển là gì? Dạ thưa thầy, theo em là do gió. Chính xác, gió thổi. Copper cũng có câu trả lời này. Chính xác, nguyên nhân chính hình thành các cái sóng biển là gió thổi. Gió thổi, sóng biển trên bề mặt thôi nhé. Sóng biển ở trên bề mặt ý, là do gió thổi. Gió tác động vào cái bề mặt tạo thành những cái con sóng nó đẩy vào bờ. Rồi thuyết kiến tạo mảng thì thầy lại vừa giải thích ở trên rồi, có ai có thể giải thích lại cái thuyết kiến tạo mảng này cho thầy không? Có ai có thể giải thích lại được cái thuyết kiến tạo mảng này không? Có ai còn nhớ kiến thức cũ không?
ở cái bài thuyết kiến tạo mạng chúng ta có cái sự hình thành của các lục địa, các châu ngực, thì chúng ta đã đề cập đến hai cái thuyết chính là thuyết kiến tạo mạng và thuyết kiến tạo mạng và thuyết cảng băng trôi, đúng không? Thuyết trôi giạt lục địa chứ, thuyết trôi giạt lục địa và thuyết kiến tạo mạng. Thầy mời Phúc. Là thế này nha, người ta đặt giả thuyết kiến tạo mạng là khi có một ông nhà khoa học, ông nhận ra là cái phần châu Mỹ với cái phần châu Phi, thầy có thể lấy bất kỳ cái bản đồ nào ra và thầy nhận ra là như thế. Theo thuyết này của ông, hồi xưa trái đất đã từng là một siêu lục địa, là cả thế giới dính chặt vào nhau á. Và khi sau đó thì có những chuyện gì đó đã làm cho những mảng này tách ra thành từng mảng, và dưới sự tác động dưới lòng đất thì những mảng này sẽ trôi dạt, sẽ di chuyển sang từng nơi khác nhau. Rồi, chính xác. Và có thể còn là một sự đánh động của biển làm giảm những phần đất đấy đi nữa. Thầy đã bao giờ nghe về thành phố ngầm chưa? Thành phố ngầm có. Thành phố dưới biển à? Có, chính xác, có thành phố dưới đó, biển, có cả sông hồ, suối dưới, sông hồ ở dưới biển nữa. Đó là người ta nghi ngờ về thuyết, người ta nghĩ về thuyết kiến tạo mạng đó, đó là một trong những phần chính. Rồi, chính xác, thầy cảm ơn Phúc rất là nhiều. Bạn trả lời cũng chính xác đấy, thầy chỉ bổ sung thêm một chút nữa thôi. Là đúng là cái phần thuyết kiến tạo mạng, cái căn cứ cái hình thành thuyết kiến tạo mạng đúng như bạn nói là chúng ta có thể quan sát là cái biểu đồ khi mà ráp lại các cái mạng, các cái châu lục lại với nhau ấy, thì thành có thể thành một khối thống nhất. Vì vậy mà nghe đã nghi ngờ rằng là ngày xưa nó ở cùng một, nó là cùng một mạng, sau đó sẽ bị tách ra. Thứ hai, cái bằng chứng thứ hai nữa là cái bằng chứng liên quan đến hóa thạch. Người ta đã, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của một loài sinh vật ở hai vị trí, ở hai châu lục hoàn toàn khác nhau. Vậy chứng tỏ ngày xưa ấy, mà cái loài sinh vật đó nó không phải chim, nó không thể bay xa đến như vậy. Chứng tỏ ngày xưa hai cái vị trí đó nó ở rất là gần nhau. Một cái phần nữa ở cái thuyết kiến tạo mạng này này, thì như thầy đã giới thiệu ở trên ấy, thì trái đất, vỏ trái đất ấy, nó có gồm rất là nhiều mảng. Và đến bây giờ các mảng này vẫn tiếp tục trôi dạt với một cái tốc độ rất là chậm, khoảng vài cm hay vài mm, vài cm thì chúng ta nhớ không nhầm thì khoảng 5 cm trong một năm. Với cái mức độ trôi dạt chậm như vậy thì chúng ta không thể phát hiện ra được. Tuy nhiên thì nó vẫn đang tiếp tục trôi dạt, tiếp tục di chuyển các cái mảng, có thể là sát giáp vào nhau, có thể xô ra ra tách rời xa nhau. Nhưng đến hiện tại thì các mảng lục địa này vẫn tiếp tục trôi dạt. Ok, tiếp tục. Mối quan hệ giữa núi lửa, động đất và sóng thần ở đây, đúng, có bạn hỏi về động đất, núi ngầm dưới đáy biển này, thì núi lửa, động đất và sóng thần thì cái nào hình thành trước, cái nào quyết định cái nào, khi có núi lửa thì có động đất hay không, hoặc là khi có động đất thì có xảy ra sóng thần hay không, hoặc ngược lại khi sóng thần xảy ra thì núi lửa hay động đất sẽ xảy ra đi kèm với nó. Thầy mời Châu Anh. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, là nếu núi lửa phun trào trước thì động đất sẽ đi tránh theo nó, thì sẽ ra các hiện tượng thiên nhiên núi lửa phun trào và sau đó tiếp theo động đất. Có khi ta làm ngược lại, sóng thần rồi đến động đất rồi mới đến núi lửa. Sóng rồi, thầy cảm ơn Châu Anh. Bạn chẳng hạn có ý đúng đấy, nhưng mà cũng có một cái phần mà không ngược lại được nhé. Ví dụ này, thường ấy, người ta sẽ phát hiện được động đất, hay người ta sẽ phát hiện được những động đất hoặc núi lửa hoặc sóng thần dựa trên cái sự biến động, sự dịch chuyển của các lớp địa chất, lớp đất đá ở sâu trong lòng đất. Chúng ta, các nhà khoa học có thể có cái thiết bị có thể đo được các cái rung chuyển nhỏ nhất ở trong lòng đất. Khi mà có những cái sự rung chuyển, sự biến động với các cái rung chuyển ở trong lòng đất, thì sau những cái rung chuyển đủ lớn thì thường sẽ xảy ra động đất hoặc là sóng thần hoặc là núi lửa. Ví dụ này,
khi mà ở cái khu vực gần núi lửa ấy, có những cái rung chuyển như vậy, có những cái biến động về các cái tầng đất đá ở bên trong đó, nó sẽ bị rung chuyển, rung lắc. Nó sẽ làm cho cái vỏ, cái tầng lớp vỏ của núi lửa nó mỏng dần hoặc có thể bị vỡ ra. Khi mà vỡ ra thì dung nham nó sẽ phun trào và tạo thành núi lửa. Ngược lại, khi mà núi lửa phun trào tạo thành một cái lỗ rỗng ở trong trái đất, khi mà dung nham phun hết ra ngoài tạo thành lỗ rỗng, thì có thể sẽ gây ra hiện tượng sạt lở hoặc là các cái mảng, các cái địa chất ở xung quanh ấy, nó bị sập vào cái thố của cái dung nham đó. Cũng có thể dẫn đến hình thành động đất. Khi mà nó sẽ bị có chỗ bị sụt lún, có chỗ bị nhồi chồi lên chẳng hạn, thì sẽ hình thành động đất sau núi lửa. Tương tự như vậy thì cũng sóng thần. Sóng thần cũng hình thành, chủ yếu là sóng thần sẽ hình thành sau động đất. Núi lửa sau có thể có động đất và có thể có sóng thần, hoặc là động đất sau cũng có thể xảy ra sóng thần. Tuy nhiên thì sóng thần thường là sẽ đi sau và đi kèm với núi lửa và động đất. Chứ sóng thần sau sóng thần thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến động đất và núi lửa. Cũng có thể có núi lửa ở ngoài biển bị ảnh hưởng của sóng thần. Tuy nhiên thì trước đó thì thường là sóng thần sẽ xuất hiện sau khi mà có núi lửa và động đất. Núi lửa phun trào rung chuyển mặt đất. Mặt trăng có lực hút tạo ra thủy triều, vậy mặt trăng có lực hút với con người không ạ? Mặt trăng có lực hút, chúng ta hiểu mọi vật chất, mọi đồ vật đều có cái lực hấp dẫn, thường ấy chúng ta đều có lực hấp dẫn ở trong. Tuy nhiên ấy, ở trong cái môi trường trọng lực, ví dụ ở ngoài không gian ấy là môi trường chân không, môi trường chân không thì trọng lực không tồn tại, không lực hấp dẫn. Chúng ta thấy các nhà phi hành ra mà đi bộ trên sao Hỏa, đi bộ trên mặt trăng, người cứ ngơ ngẩn, cái lực hút nó rất là ít. Thầy khẳng định là có lực hút, mặt trăng có thể tạo ra lực hút với con người, vì rõ ràng con người sống trên trái đất mà, và trái đất có thể quay quanh mặt trời và mặt trăng có thể quay quanh trái đất, hoàn toàn dựa vào lực hấp dẫn, lực hút giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất cũng như với các hành tinh khác. Các cái hành tinh này nó hút lẫn nhau với một cái lực nhất định. Ví dụ như mặt trăng vừa chịu tác động của trái đất này, trái đất hút mặt trăng, mặt trời cũng hút mặt trăng và mặt trời hút trái đất. Ở các cái vị trí hút khác nhau, các hành tinh khác nhau như vậy, vì vậy mà tạo thành một cái quỹ đạo, tạo thành một cái quỹ đạo xác định khó có thể va vào nhau được. Và đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì phải trả lời là không thể va vào nhau được. Và con người sống trên trái đất, vì vậy mà có thể trả lời được là mặt trăng cũng có hút con người. Căn cứ vào đâu để xác định được ranh giới giữa đại dương? Chúng ta có Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, và gần đây thì có thêm Nam Băng Dương nữa. Vậy thì làm thế nào để xác định được đâu là Đại Tây Dương, đâu là Thái Bình Dương, có cái ranh giới nào không, và xác định được hai cái đó như thế nào? Thầy mời Gia Khánh. Thầy là bằng những cái mảnh đất ạ. Ở đại dương mà. Chúng ta xác định đại dương như thế nào? Đâu là chúng ta hiểu lại trên bờ mặt nước biển thôi. Thì làm thế nào để xác định được đâu là Đại Tây Dương, đâu là Thái Bình Dương? Ví dụ như chúng ta đang đi từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương chẳng hạn, hoặc đi từ Thái Bình Dương xuống đến Nam Băng Dương, thì đến cái khu vực ranh giới ấy, thì làm thế nào xác định được bên nào là Thái Bình Dương và bên nào là Nam Băng Dương? Rồi, thầy mời Nguyên Bảo. Dạ. Nguyên Bảo có câu trả lời không? Ok, chắc các bạn có thể là một số bạn mới học, chưa học cái bài Nam Băng Dương rồi nhá. Cái bài Lục Địa và Đại Dương, cũng như là cái bài đầu tiên ấy, bài Trái Đất, thì thầy cũng có giới thiệu rồi. Các đại dương này nó phân định với nhau, có thể phân định được đâu là Đại Tây Dương và đâu là Thái Bình Dương. Nó dựa vào độ mặn của muối, độ mặn trong nước biển. Mỗi đại dương thì nó sẽ có một cái mực nước biển, mực độ mặn khác nhau. Ở cái độ mặn khác nhau thì hai cái dòng nước mặn, độ mặn khác nhau, nó không thể tách, nó không thể hợp nhất với nhau, hòa tan với nhau được. Vì ở độ mặn khác nhau dẫn đến cái tỷ khối, cái mật độ, cũng như là cái tỷ khối của nước biển nó sẽ khác nhau, vậy chúng không thể hợp nhất vào với nhau được. Sẽ có một bên màu nước nó sẽ đậm hơn, một bên sẽ nhạt hơn, nghĩa là độ mặn nhạt hơn và độ mặn mặn hơn. Một phần khác nữa là do cái dòng chảy. Ví dụ này, cái dòng chảy ở trên bề mặt ấy theo hướng gió thổi,
và cũng có thể theo cái dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Thì khi mà ở đại dương ấy, chúng ta sẽ quan sát được cái dòng, ví dụ ở bên cái dòng ở đại Tây Dương và dòng Thái Bình Dương có thể chúng sẽ chuyển thành những cái dòng ngược chiều kim đồng hồ hoặc là xuôi chiều kim đồng hồ như vậy. Vậy mà sẽ hai cái đại dương này dường như là nó sẽ được phân tách ở bằng một cái bức tường bằng nước ở giữa. Chúng không dính vào nhau được, chúng phải hòa tan vào nhau, không thể hòa tan vào nhau được. Và chủ yếu chúng ta phân biệt ranh giới dựa vào màu nước là dễ quan sát nhất. Thứ hai là độ mặn. Khu vực nào có nhiều núi lửa nhất ở trên trái đất? Trên trái đất nhé, khu vực nào có nhiều núi lửa nhất? Không phải là quốc gia nào mà khu vực nào. Rồi, thầy mời Hậu. Dạ, thưa thầy, là khu vực ôn đới. Khu vực ôn đới, không phải rồi. Khu vực có nhiều núi lửa nhất, hay người ta còn gọi là vành đai lửa, là khu vực Thái Bình Dương. Nó ở đây không có bản đồ ở đây nhỉ, bản đồ ở phía trên, khu vực vành đai lửa đây, nó nằm ở cái khu vực này này, ở Philippines này, vòng lên đến Nhật Bản này, rồi khu vực Trung Quốc ở phía Việt Nam, khu vực Thái Bình Dương đây là cái khu vực mà có nhiều núi lửa nhất, người ta gọi là vành đai lửa vì có nhiều núi lửa nhất. Còn quốc gia có nhiều núi lửa nhất là Indonesia. Rồi, chiều cường mạnh nhất khi nào? Chiều cường thì do hoạt động của mặt trăng mà thu hút trái đất. Thầy vừa trả lời trên rồi, chiều cường mạnh nhất là khi mà mặt trăng, mặt trời và trái đất thẳng hàng. Biết không? Cả mặt trăng và mặt trời cùng hút trái đất. Nhất cùng hút trái đất ở một phía hoặc là ở hai phía nhưng mà đối diện, tức là chúng thẳng hàng với nhau. Mặt trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời, hoặc là mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời. Thì khi đó, khi mà thẳng hàng ấy, tức là lực hút tác động lên trái đất là nhiều nhất, rồi thủy triều lớn nhất. Chính xác là ngày rằm. Chính xác là đúng rồi, Copper trả lời đúng này. Mặt ngày rằm và ngày mùng 1 thường ấy, một tháng sẽ có hai lần chiều cường lớn nhất và hai lần chiều cường và hai lần chiều thấp. Thì hai lần chiều cường tức là cái thủy triều ở mức độ cao nhất ấy, thì thường là vào ngày rằm và ngày mùng 1 hoặc là ngày 30 cuối tháng ấy, tính theo âm lịch nhé. Thì khi đó chúng ta quan sát thấy trăng tròn đúng không? Tức là ngày rằm ấy, khi mà trăng tròn tức là mặt trăng và mặt trời trái đất là thẳng hàng, chúng ta quan sát rõ được mặt trăng như vậy là do mặt trăng mặt trời trái đất thẳng hàng, và khi thẳng hàng thì tức là thủy triều sẽ là cao nhất và lớn. Nguyên nhân hình thành sa mạc. Câu này chắc là các bạn sẽ khó đây. Nguyên nhân hình thành sa mạc, hay là chúng ta sẽ xem lại cái phần kiến thức về hoang mạc hóa và sa mạc hóa. Thì nguyên nhân hình thành sa mạc chủ yếu do sự biến đổi của khí hậu. Khi mà khí hậu ở cái điều kiện khô, nóng, không có mưa, dẫn đến cái cây cối không phát triển, đất đai dần bị thoái hóa. Khi mà điều kiện cứ khô như vậy thì đất đai bị thoái hóa và nó cứ vỡ vụn dần và hình thành những cái sa mạc hoặc những cái hoang mạc hoặc là sa mạc cát, những cái hoang mạc từ vì không có cây cối và đất đai thì cằn cỗi dần, cằn cỗi bị thoái hóa như vậy. Chủ yếu là do hoạt động biến đổi khí hậu. Một phần khác thì do hoạt động của con người tác động, ví dụ như hoạt động chặt phá rừng, các cái bìa rừng, thèm rừng nhỉ, thì dẫn đến là không có cây cối che chắn, dẫn đến đất đai cũng bị thoái hóa. Dòng hải lưu ở dưới đáy biển chuyển động do đâu? Ngược lại với cái sóng biển ở trên bờ biển ấy, ở trên mặt là do hoạt động của gió, thì cái dòng ở dưới, phía dưới của đáy biển nó cũng có các cái dòng chuyển động như vậy. Thì cái dòng ở dưới đáy biển nó không phải do gió thổi mà là do hoạt động, do chênh lệch về nhiệt độ. Chúng ta có dòng biển ấm và dòng biển lạnh, thì do chênh lệch nhiệt độ ấy, do độ mặn khác nhau ấy, khu vực có khu vực mặn, có khu vực nhạt, vì vậy mà cũng có thể độ mặn khác nhau thì cũng dẫn đến hình thành của các cái dòng chuyển động ở phía dưới đáy biển, hay còn gọi là dòng hải lưu. Quyển mềm Manti có phải magma không? Magma hình thành ở trong phía sâu trong trái đất, có thể ở quyển Manti, có thể ở sâu hơn một chút, mà chủ yếu sẽ ở quyển Manti, nhưng Manti thì không phải magma. Ở nhiệt độ cao thì vật chất và thậm chí cả Manti và cả lớp vỏ trái đất cũng có thể bị nóng chảy.
nó chảy ra thành magma, chứ không phải là bản thân Manti thì không phải là magma. Hoang mạc lớn nhất thế giới. Hoang mạc lớn nhất thế giới. Câu này có thể có nhiều bạn nhầm này. Có ai có các bạn trả lời vào chat cho thầy xem mà. Sahara không phải hoang mạc lớn nhất. Sahara là sa mạc lớn nhất nhưng không phải hoang mạc lớn nhất. Chúng ta phân biệt một chút nhé. Hoang mạc và sa mạc. Sa mạc thường chúng ta chỉ những sa mạc cát thôi. Sahara là sa mạc cát. Còn hoang mạc là những khu vực không có mưa hoặc có lượng mưa rất là thấp, ít mưa, thậm chí không có mưa, cây cối không phát triển, không có hệ động thực vật rất là ít, không dường như là không có và rất là ít. Chính xác, Nam Cực. Hoang mạc ở khu Nam Cực là hoang mạc lớn nhất. Sahara chỉ là sa mạc lớn nhất thôi, là sa mạc cát. Còn hoang mạc sẽ là hoang mạc Nam Cực. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn có câu hỏi gì về bài học hôm nay cũng như là cái phần câu hỏi, phần kiến thức cũ không? Nếu có thì mình có thể hỏi tiếp nhé. Các bạn có thể giơ tay thôi thì thầy sẽ bật mic hoặc cũng có thể hỏi ở trong box chat được. Bài học của chúng ta, bài học về thảm thực vật thì chủ yếu chỉ mang tính chất giới thiệu thôi, chứ không, thầy không đi sâu vào phân tích từng quần xã của từng thảm thực vật. Toàn bộ tài liệu buổi học thì cũng có ở trong nhóm Zalo rồi, hoặc là các bạn có thể xem ở trên cái link đăng ký, cái link thời khóa biểu ở trong Facebook Cầu Sinh Ngữ thì cũng có thể tìm được cái tài liệu buổi học. Tuần sau thì chúng ta sẽ còn một buổi nữa về học về tiến hóa, sau đó chúng ta sẽ tạm thời kết thúc cái khóa học này. Rồi nếu các bạn không có câu hỏi thì mình sẽ kết thúc buổi học ở đây. Indonesia có bao nhiêu núi lửa? Con số ấy thầy không nhớ chính xác lắm, hình như là 147, khoảng hơn 100 ngọn núi lửa ở Indonesia. Khoảng hơn 100 đấy, thầy không nhớ chính xác lắm, thì nhớ ở cái bài động đất và núi lửa thì có nhắc đến rồi. Mà không nhớ chính xác, chỉ nhớ là Indonesia thì sẽ có nhiều núi lửa nhất, 147 hoặc 167. Yeah. Có hơn 100 đấy, mình không nhớ chính xác là 100 bao nhiêu. Minh Quân có câu hỏi à? Cái lúc trong buổi học thầy chưa có giải đáp cái câu hỏi của con này ạ. Hỏi lại giúp thầy với. Tại sao mà trái đất lại có thể hình thành được dung nham này? Thầy có giải thích rồi mà, vừa giải thích ở cái câu hỏi mà tại sao núi lửa hình thành này rồi dung nham hình thành do đâu ấy. Thì cái dung nham ấy là do cái hoạt động của, đây thì thầy sẽ chiếu cái slide này lên cho các bạn xem luôn cho dễ hình dung này, hoặc là các bạn có thể xem lại ở cái bài số 3 nhé, cái phần 1.3 xem ở trong tài liệu buổi học ấy, ở cái phần động đất và phần núi lửa. Đây, có đây rồi. Zoom, share screen. Đây, thì núi lửa nó hình thành cái dung nham ấy, nó hình thành do có cái lò magma ở phía dưới này, cái lò magma nhé. Magma ở phía dưới trong lòng đất thì là magma này, khi mà phun ra ngoài thì chúng ta gọi là dung nham. Thì cái nguyên nhân hình thành của núi lửa, như là nguyên nhân hình thành đầu tiên là nguyên nhân của hình thành của núi lửa trước này, thì do các mảng trái đất trôi dạt xô dạt vào nhau này, có thể tách ra nhau hay xô vào nhau tạo thành các cái đứt gãy này, thì hình thành nên các cái núi lửa và thành nên các cái, hoặc là đứt gãy ở phía khi mà tách rời nhau ấy, thì dẫn đến cái quyển Manti, cái khu vực cái lò dung nham ở dưới ấy, nó bị đẩy lên trên, nó bị hở ra, thì dẫn đến chỗ này nó phun lên này.
một dạng núi lửa khác này, khi mà có lò dung nham ở đây này, nhiệt độ ở trái đất ở cái quyển này nó có thể nó mỏng hơn một chút, thì nhiệt độ ở bên trong phía nhân trái đất nó thoát ra ngoài, khi mà nhiệt độ vào đến đây thì nó sẽ làm nhiệt độ ở nhiệt độ cao nó sẽ làm nóng chảy mọi vật chất, cả kim loại, đất đá, tất cả mọi thứ nó sẽ nóng chảy ra, thành hình thành cái dung nham, nó thành cái lò dung nham ở đây. Khi mà cái lò dung nham này nó đạt ở một cái mức độ nhất định ấy, khi mà chúng ta biết này, khi mà ở trạng thái rắn chuyển sang trạng thái ngọc thì thể tích nó sẽ tăng lên, vật liệu sẽ giãn ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, thì khi đó vật chất, mọi vật chất ở phía bên trong này, cả lớp vỏ, cả đất đá, rồi cả thậm chí là cả quyển một phần của manti, nó cũng sẽ bị tan chảy, hình thành nên một cái lò magma ở đây. Khi mà nó càng ngày càng tan chảy, dẫn đến cái áp suất lớn, khi mà áp suất lớn thì nó sẽ bùng phát lên và nó sẽ đẩy cái dung nham này ra ngoài. Đấy là nguyên nhân hình thành magma cũng như là nguyên nhân hình thành của núi lửa. Quân có thể xem lại cả bài 1.3 nhé. Ok, có ai còn câu hỏi gì không? Nếu không thì mình có thể kết thúc buổi học ở đây. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học. Xin lỗi học cái vì cái xảy ra cái tình trạng Zoom của chúng ta không hoạt, cái tình trạng live stream trên YouTube của chúng ta gặp sự cố về từ tuần trước ấy, cho nên là cái buổi học này trong Zoom này đã bị hạn chế số lượng người tham dự. Rồi, mong là các bạn bữa sau mình đi học sớm ha, để mình có thể vào Zoom học với thầy Việt, với cô Nguyệt được. Còn nếu như mà giả sử mình lỡ vào trễ hoặc là mình bị out ra thì các bạn vẫn còn livestream để học nha. Chứ nếu không mà mình để có người vào phá nữa thì ngay cả livestream của mình cũng bị mất nữa các bạn nha. Rồi, chúc tất cả các bạn một buổi tối ngủ ngon, ngày mai đi học đúng giờ. Đúng không? Ngày mai con đi học là vào lúc 12 giờ, con đi học chiều. À vậy hả? Ok. Rồi, mình mở cho các bạn chào tạm biệt đi. Ơi. Ơi. Con chào cô. Rồi, thầy chào các bạn. Goodbye. Chào cô. Rồi, thầy chào tiếp. Con chào thầy, con chào cô. Rồi, chào cô. Cô Đức ơi. Cô Đức. Con chào thầy, con chào cô Đức ơi. Chào các bạn. Cô Đức, hôm nay là buổi môn hả cô? Buổi 11. Nay chúng ta học buổi 11 rồi. Còn thêm một buổi nữa về tiến hóa thôi. Chắc là khoảng Tết hoặc là khoảng hè sang năm thì mình sẽ lại có một cái buổi lại có một cái khóa học về có thể trái đất hoặc là về hóa học. Thế thì cơ? Các bạn có thời gian rảnh nhá. Khi bạn có thời gian rảnh buổi học, cái khóa học này chúng ta còn một buổi thôi, sau đó chúng ta sẽ tạm dừng để các bạn tập trung vào học các buổi ở trường. Khi nào chúng ta có thời gian rảnh, ví dụ như nghỉ hè này, hoặc là trước nghỉ hè một thời gian thì chúng ta có thể lại có một cái lớp học như thế này nữa. Có thể là về chủ đề khoa học trái đất, tiếp tục khoa học trái đất hoặc một chủ đề khác cũng liên quan đến khoa học cho trẻ em. Cái gì mà hóa học? Rồi, bye bye nha. Dạ, em chào chị. Con chào cô.